Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Phú Trọng hiện đang ở đâu? Theo thông cáo đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì tang lễ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu với nghi thức quốc tang tại nhà quốc tang tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Theo đó, bàn lễ tang gồm có 35 người, ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang. Trong danh sách này, ông Trung Hòa Bình đứng thứ 10. Báo thanh điền ngày 10 tháng 8 năm 2020 giật tít bài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban lễ tang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 4 năm 2020, Đài truyền hình Việt Nam VTV1 đã tường thuật trực tiếp buổi lễ này sau phần giới thiệu người dẫn chương trình ông Trương Hòa Bình, trưởng ban tổ chức lễ tang đọc lời giới thiệu danh sách bàn lễ tang. Theo đó, ông Nguyễn Phú Trọng làm trưởng bàn lễ tang. Trong 3 ngày, người đứng chờ trước nhà tang lễ, người đứng đầu hàng thứ nhất là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đứng đầu hàng thứ hai là CLMV Nguyễn Xuân Phúc, đứng đầu hàng thứ ba là Trần Thanh Mẫn. Tuyệt nhiên không có mặt ông Nguyễn Phú Trọng lần lượt các đoàn vào viếng như đoàn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam do ông nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn chính phủ vẫn do ông nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn quốc hội do bà nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn chủ tịch nước là do bà đặng ngọc thịnh dẫn đầu câu hỏi được đặt ra là ông trưởng ban lễ tang nguyễn phú trọng đang ở đâu theo nghị định số 105 trên 2012 NDCP về việc tổ chức lễ tang thì trưởng ban lễ tang nhà nước là Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp này nếu như ông Trọng không kiêm nhiệm Chủ tịch nước thì sẽ có người đứng đầu là nhà nước đó là trưởng ban lễ tang. Nhưng trong lịch sử Việt Nam thời nhà Lê từng có ông vua có biệt danh là Lê Ngoại Triều 1005-1009 tức là Lê Lóng Đĩnh cướp ngôi của anh là Lê Trung Tông lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Đại Thắng Minh Quang Hiếu Hoàng đế Lê Long Đĩnh đã làm việc càn rỡ giết vua cướp ngôi Thích dâm đảng Tàn bạo Dốc mía trên đầu nhà sư và Do chơi bời chắc táng quá nên khi Gia Thiết Triều phải nằm, tục gọi là Lê Ngoại Triều. Lê Ngoại Triều làm vua được 4 năm, từ năm 1005 đến năm 1009 thì mất, chỉ có thọ được 24 tuổi. Trong xã hội văn minh không ai bắt một con trâu đang ốm phải kéo cây và cũng không ai bắt một vị dù đứng trên một đỉnh cao quyền lực nhưng già yếu và đầy bệnh tật phải gánh vác trọng trách quốc gia nếu không phải là người ấy tham quyền cố vị, không chịu nhường ghế cho kẻ khác. Nguyễn Phú Trọng là một kẻ như vậy. Đất nước không thể một ngày không vua và nếu như vì bệnh tật già yếu tổng tịch không thể trụ lại được nữa thì cũng cần tính phương án thay thế. Trên đời này, trong bất cứ xã hội nào không ai là người không thể thay thế quyền lực và giàu sang tột đỉnh như Tần Thủy Hoàng để dập tắt những ý kiến trái chiều và áp đặt tư tưởng của mình, ông đã cho đốt cháy nhiều cuốn sách và chôn sống nhiều học giả. Ông là người tham vọng quyền lực tuyệt đối nhưng lại rất sợ chết nên bắt triều đình đi tìm thuốc trường sinh bất tử để được nắm quyền mãi mãi. Sau 37 năm trị vì rồi cũng đến ngày phải ra đi với hai bàn tay trắng và qua đời ở tuổi 49. Trong đám tang ông Lê Khả Phiêu, nếu ông Nguyễn Phú Trọng vì một lý do phải vắng mặt thì tại sao ông Trần Quốc Vượng là thường trực ban bí thư, dân gian hay gọi chức này là ông phó tổng bí thư, người được đồn đoán là tân tổng bí thư tương lai. Tại sao không làm trưởng đoàn của Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù ông Vượng vẫn có mặt trong đoàn mà lại để cho Nguyễn Xuân Phúc phải gánh một lúc hai trưởng đoàn làm như bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hết người để thay thế rồi hay sao? Việc này làm nổi lên mối nghi ngờ về cuộc chiến tranh giành chức Tổng Bí Thư người thay thế ông Trọng tại Đại hội 13 là ai? Không loại trừ khả năng ông Trọng tuy vui cảnh bụt chưa nguôi Trần Làng làng Trần và còn muốn tiếp tục cống hiến cho đảng thêm một nhiệm kỳ nữa. Kẻ được cho là cò mồi cho ý tưởng này là Nguyễn Hồng Diên, người vừa chân ước chân giáo chạy trốn khỏi Thái Bình vì để cho đường nhuệ lộng hành mấy chục năm qua. Lên làm phó ban tuyên giáo trung ương liền phun ra một câu rất thối như sau. Đặc biệt là người đứng đầu đồng chí Tổng Bí Thư Chủ tịch nước có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của toàn đảng và dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của ban chấp hành trung ương để lãnh đạo tập thể bộ chính trị, ban bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của một đất nước, nên chúng tôi đã gặt hái được những thành quả như vậy. Có người nói rằng ông trọng lúc này đang tọa sơn quan hổ đấu chờ cho hai ứng viên sáng giá nhất của chức tổng bí thư khóa 13 là Vượng Phúc quần nhau như tử như hồi Tư Sâu và 3X Nguyễn Tân Dũng trước đại hội 11 Khi đó cuộc chiến một mất một còn Giữa hai người này bất phần thắng bại thì ông Trọng không phải là ứng viên sáng giá cho chức tổng bí thư Nhưng vì để giữ sự đoàn kết trong đảng nên ngư ông đắc lợi Ông Trọng không những vỡ được chức này từ trên trời rơi xuống mà bằng các mưu mẹo cáo già của sĩ phu Bắc Hà. Ông ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ hai và tiện để ôm luôn chức chủ tịch nước khi Trần Đại Quang bị virus lạ hạ gục. Xem ra thì chính trường Việt Nam còn nhiều điều bất ngờ và kỳ thú. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thưa quý vị và các bạn, Lê Khả Phiêu lãnh tụ bị thất sủng Ông Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư Đảng chưa đầy 4 năm rồi bị mất chức sau các cuộc tranh giành phe phái công khai và bất thường. Nhiệm kỳ lãnh đạo cứng rắn của Việt Nam của ông Lê Khả Phiêu xuất thân là một bộ đội đã kết thúc một cách ô nhục khi ông bị cách chức trong bối cảnh đấu đá công khai bất thường. Ông Phiêu đã qua đời vào ngày 7 tháng 8 năm 2020 vừa qua tại Hà Nội và hưởng thọ 88 tuổi. Ban bảo vệ chăm sóc cán bộ trung ương cho biết ông mất sau một thời gian ốm đau và do tuổi già sức yếu. Ông Phiêu, một bộ đội miền Bắc trong cuộc chiến chống thực dân Pháp, Mỹ được bầu làm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1997 trong thời điểm tranh giành quyền lực và chính quyền bế tắc. Thưa quý vị và các bạn, là một người bảo thủ ông được coi là một lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng ngay lập tức thì ông Phiêu phải đối mặt với xung đột phe phái liên tục với những người cải cách đảng và kết quả là bị phế truất vào năm 2001 sau khi phục vụ chỉ chưa đầy 4 năm trong nhiệm kỳ 5 năm của mình. Ông Lê Khả Phiêu bị chỉ trích vì sự lãnh đạo kém hiệu quả, không vực dậy được nền kinh tế đang trì trệ của Việt Nam, không có khả năng diệt trừ tận gốc nạn tham nhũng phụ thuộc vào Trung Quốc và hành vi phản dân chủ nhằm bành trướng quyền lực cá nhân. Ông Khalid -er Kathir, chuyên gia về Việt Nam gọi đó là trận chiến cung đình. Ông Phiêu cũng bị các cáo buộc lạm dụng, cáo buộc quân sự để thực hiện việc nghe lén các đồng chí trong Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ông cả nhận định những năm cầm quyền của ông phiêu là thời kỳ bất di bất dịch vì chỉ lo ổn định chính trị mà quên đi những lo ngại về kinh tế và hạn chế hành động quyết định đối với một loạt các vấn đề như tham nhũng và tác động của các cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đối với Việt Nam Ông Lê Khả Phiêu tiếp tục ủng hộ vai trò lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước, một quan điểm bảo thủ mà cả các kinh tế phương Tây và Việt Nam cho là một trong những điều cản trở chính đối với tăng trưởng kinh tế. Khi ông được chọn làm Tổng bí thư, ba thành viên cầm quyền đương nhiệm được chỉ định làm cố vấn, vai trò giám sát việc lãnh đạo của ông Lê Khả Phiêu trong 5 năm đầu cầm quyền của ông Phiêu và trong số 3 cố vấn là ông Đỗ Mười, Tổng Bí thư tiền nhiệm không chỉ tham dự các cuộc họp của Bộ Chính trị mà còn tiếp tục làm chủ tọa. Ông Phiêu chỉ là một con rối và ông Phiêu đã cố bãi bỏ vai trò các cố vấn từ tự sửa soạn bổ sung thêm cho chính mình chức vụ Chủ tịch nước động thái gây ra một cuộc tranh giành lãnh đạo dẫn đến việc ông bị gạt ra rìa. Ông Lê Khả Phiêu cứng rắn trong các vấn đề đối ngoại cũng như kinh tế vào thời điểm những người cải cách Đảng tìm cách để tiếp cận với phương Tây, ngay trước khi Tổng Bí thư xin lỗi các bạn, Tổng thống Bill Clinton đến Việt Nam năm 2001. Ông Phiêu đã cảnh báo rằng cuộc chiến chống tham nhũng và chống lại phương Tây của ông đã cống hiến cả đời vẫn chưa kết thúc ở chiến thắng của Việt Nam. Ông nói, họ tiếp tục tìm cách quét sạch hoàn toàn các nước xã hội chủ nghĩa còn lại. Chúng ta không bao giờ nên lơi lỏng cảnh giác một phút một giây nào. Ông ra lệnh cho các quan chức đảng chỉ dành cho ông Clinton cuộc đón tiếp không chính thức và sau đó mắng mỏ Tổng thống Mỹ về chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Ông Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931, quê Thanh Hóa và tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1949. Một năm sau, ông gia nhập quân đội nhân dân Việt Nam, bắt đầu thăng tiến trong quân đội và qua các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như thời kỳ chiếm đóng Campuchia. Ông Lê Khả Phiêu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1991, được bầu làm bí thư một năm sau đó và tham gia Bộ Chính trị năm 1994. Thưa quý vị và các bạn, cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vừa mất ngày 7 tháng 8 năm 2020, thọ 88 tuổi và được ông tổng chủ Nguyễn Phú Trọng cho tổ chức quốc tang trong hai ngày 14-15 tháng 8 năm 2020. Các báo lề đảng viết bài ca tụng ông là người cộng sản vì dân vì nước, còn tổng chủ cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình thì trong thư chia buồn đã gọi đồng chí Lê cả phiêu cũng là người đồng chí thân thiết và bạn bè thân mật của đảng và nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thói quen thích giả dối giữa họ với nhau, giữa họ với nhân dân. Trong thực tế thì lại trái ngược hoàn toàn. Chính Lê Khả Phiêu đã bị Đỗ Mười và Đức Anh bếp ép, ép phải bỏ chức Tổng Bí Thư. Mặc dù thì trước đó trên 3 năm chính hai người này đã vụng trộm đặt ông Phiêu vào chức này và trong hội nghị trung ương 4, 22 đến 29 tháng 12 năm 1997 khóa 8 Điều lệ đảng thì Tổng Bí Thư phải được bầu trong một đại hội. Sở dĩ có giải pháp bất thường này là vì trước đó không lâu giải pháp đưa Đào Duy Tùng và Nguyễn Hà Phan làm Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Bất thành do bị Thủ tướng Võ Văn Kiệt phá vào phút chót tại Hội nghị Trung ương 10. 10 đến 20 tháng 4 năm 1996, khóa 7 chỉ vài tuần trước Đại hội 8, 28 tháng 6, mùng 1, tháng 7 năm 1996. Thưa quý vị và các bạn, nhưng không lâu sau khi nắm chức Tổng Bí Thư thì Lê Cả Phiêu lại tìm mọi cách ngăn chặn sự can thiệp của hai Thái Thượng Hoàng Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Và cuối cùng thì cả hai người này đã vận động trực tiếp các đường kim và cả các ủy viên Bộ Chính trị và Trung ương Đảng để kể cả các đại thần cuối cùng của chế độ khi đó là tướng Võ Nguyên Giáp để áp lực mở cuộc đảo chính trong đảng để loại Lê Khả Phiêu mất chức Tổng Bí Thư tại Đại hội 9 tháng 4 năm 2001. Sau đó thì Đỗ Mười đã lạm dụng uy quyền đặt Nâu Đức Mạnh lên làm Tổng Bí Thư để đứng đằng sau giật dây suốt 10 năm liên tiếp. Đây là giai đoạn cực kỳ rối loạn trong cung đình Cộng sản Việt Nam. Những đồng chí có quyền uy tìm mọi thủ đoạn cực kỳ hạ cấp xấu xa thanh toán đồng chí có quyền lực của mình Sở dĩ Đỗ Mười đưa Nông Đức Mạnh lên để làm Tổng Bí Thư Thực ra thì Nông Đức Mạnh trình độ có chỉ là trình độ hạn hẹp Và khi đưa Nông Đức Mạnh lên thì Cố vấn là Đỗ Mười cũng như Lê Đức Anh đã giật dây tất cả những công đoạn làm việc của ông Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh Cả đời ông Nấu Đức Mạnh làm tổng bí thư thì chỉ nói được một câu nghe có vẻ ra hồn Nhưng đó thì chẳng ăn nhầm gì với thực tế Đó là nuôi con gì và trồng cây gì Thực tế thì như thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi Và về các thành tích của Lê Cà Phiêu trong hơn 3 năm làm tổng bí thư Thì ông tôn thờ Bắc Kinh Và đã chọn chuyến thăm Trung Quốc lần đầu vào cuối tháng 2 năm 1999 Đúng vào thời điểm kỷ niệm 20 năm Bắc Kinh mở cuộc chiến tranh biên giới, dạy cho Việt Nam một bài học. Vì thế, cũng như nhiều năm trước chế độ toàn trị đã phải thực hiện đòi hỏi Bắc Kinh là khép lại quá khứ nên không cho binh sĩ và nhân dân kỷ niệm cũng như thăm viếng các nghĩa trang bộ đội và nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến chống xâm lược của Trung Quốc. Dịp này Lê Khả Phiêu cũng phái đoàn lấy lại làm vinh hạnh về thăm Thành Đô và tới nhà khách Kim Ngưu, nơi hội nghị Thành Đô đã diễn ra vào tháng 9 năm 1990, trong đó có phái đoàn của Nguyễn Văn Linh Đỗ Mười phải chịu làm thân phận con trâu vàng kéo cày cho Bắc Kinh. Trong thông báo chung của kết quả chuyến thăm này thì Lê Khả Phiêu đã chấp nhận các đòi hỏi của chủ tịch nước và Tổng bí thư Giang Trạch Dân là ký kết hiệp ước về biên giới trên bộ trong năm 1999, giải quyết xong vấn đề phân định Bắc Bộ trong năm 2000. Vì vậy, để lấy lòng Bắc Kinh mà chính Lê Cả Phiêu đã đích thân chỉ đạo, nên ngày 30 tháng 12 năm 1999 tại Hà Nội, hai bên đã ký hiệp ước biên giới. Mặc dù các cuộc thảo luận chưa kết thúc và tới khi ký kết thì văn bản hiệp ước vẫn chưa được công bố. Khi ấy thì Lê Khả Phiêu tôn thờ Bắc Kinh và từng nói nếu Bắc Kinh trụ được thì Hà Nội cũng trụ được. Khi đó thì hiểu là nếu Bắc Kinh trợ lưng thì Lê Khả Phiêu sẽ trụ được ghế tổng bí thư. Tiếp tục về các đại hội lần sau. Và chính vì vậy mà tờ Nhân dân đã viết bài xã luận ngày 31 tháng 12 năm 1999 lên tiếng đe dọa về những bất bình và quan ngại cả trong đảng lẫn nhân dân về những nhượng bộ đất đai cho Trung Quốc cần quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nội dung ý nghĩa và hiệp ước tạo ra sự thống nhất, nhận thức, thống nhất hành động. Cần giải thích rõ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân ở các địa phương biên giới và về thỏa thuận, cụ thể hướng dẫn các công việc thực hiện hiệp ước. Trong khi ấy thì Lê Khả Phiêu lại tìm mọi cách để cản trở bang giao với Hoa Kỳ nhưng không để ký hiệp định thương mại Lateral Check Agreement (BTA) giữa hai nước trong dịp Tổng thống Clinton và Thủ tướng Phan Văn Khải cùng dự Hội nghị cấp cao APEC ở Auckland, Tây... Tân Tây Lan. Tháng 9 năm 1999, mặc dầu hai bên đã thỏa thuận xong từ cuối tháng 7 năm 1999 và đợi thêm hơn một năm sau khi Trung Quốc gia nhập WTO. Về đối nội thì Lê Khả Phiêu mở phong trào thanh lọc trong đảng và kế hoạch chống tham nhũng, quyết định cấm các điều đảng viên không được làm và kê khai tài sản cán bộ, mở phong trào rầm rộ tự phê bình và phê bình. Suốt 2 năm, 19 tháng 5 năm 1999 đến 19 tháng 5 năm 2001, mặc dầu khi ấy thì Nguyễn Phú Trọng tiếp tay nhưng chỉ là đầu voi đưa chuột nên cuối cùng thì các kế hoạch này đều bị thất bại. Để trốn tránh trách nhiệm, Lê Khả Phiêu đã đổ tội cho khuynh hướng đòi đổi mới thực sự khi ấy với các đại diện nổi tiếng như Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Trung tướng Trần Độ, trưởng ban văn hóa văn nghệ Trung ương, này là ban tuyên giáo. Tại đại hội đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 12 năm 2020, ông Phiêu đã vừa mạ lị vừa kết án. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước giữa hai con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa hiện đại hóa tư bản chủ nghĩa. Giữa quyết tâm giữ vững chế độ xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển và âm mưu thủ đoạn kiềm chế thúc ép ràng buộc lợi dụng để đưa nước ta vào quỹ đạo khác, không phải là quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Phải đề phòng hiện tượng nói vậy mà không làm vậy, nói tán thành, định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập tự chủ phát huy nội lực, nhưng việc làm thì đi theo, các lời khuyên đường mật và mua chuộc vật chất của kẻ xấu ỉ lại vào ngoại bang. Kẻ thù hiểu rằng muốn xóa bỏ xã hội chủ nghĩa và Việt Nam thì phải chuyển hóa Đảng Cộng sản làm cho Đảng Cộng sản còn tên mà đã biến chất. Khi đó năm 1997, Nguyễn Phú Trọng vừa nhảy được vào Bộ Chính trị và làm cánh tay mặt của Lê Khả Phiêu trong việc chống Võ Văn Kiệt và chống Tham Nhũng. Đặc biệt Lê Khả Phiêu còn rất mê tín, dị đoan và tìm cách coi là hậu duệ của nhà Lê. Chỉ hơn 3 năm làm tổng bí thư nhưng lập trường, thái độ và những việc làm của Lê Khả Phiêu đã dẫn đến xung đột cực kỳ nghiêm trọng giữa Lê Khả Phiêu với những người có quyền lực nhất khi ấy, khiến cho Đỗ Mười và Lê Đức Anh đã phải ra tay tổ chức đạo chính để hạ bệ làm nhục Lê Khả Phiêu. Như vậy thì Nguyễn Phú Trọng lấy lý do gì để tổ chức quốc tang cho Lê Khả Phiêu? Ngay cả đảng tang cũng còn không xứng. Liệu ông Trọng có thể xuất hiện vào trong quốc tang này để nói gì và thành tích của Lê Khả Phiêu với đảng và nhân dân Cộng sản Việt Nam? Và cũng rất may là ông Nguyễn Phú Trọng đã trốn không xuất hiện trong lễ tang của ông cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu. Thưa quý vị và các bạn, với cái chết của Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu vừa qua, đã có nhiều ý kiến tranh cãi về nhân vật này và đặc biệt là câu hỏi vì sao Lê Khả Phiêu chỉ làm Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ vỏn vẹn 3 năm, chưa đến một nhiệm kỳ, là vì Tổng Bí Thư nắm quyền ngắn nhất trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều người nhắc lại câu nói của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lúc đó được vinh dự sang thăm Mỹ mình có làm sao thì người ta mới đối xử với mình như vậy chứ? Báo Dân Chí hôm 11 tháng 8 năm 2020 có bài chuyện về quyết định xin nghỉ trước đại hội 9 của Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu. Theo đó, Nguyên Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt đánh giá việc Nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu xin nghỉ tại đại hội 9 là vì lợi ích chung, vì thể hiện bản lĩnh chính trị của ông Bộ Chính trị đã phải kiểm điểm từ cá nhân ông Tổng Bí Thư trở xuống và chắc mọi người cũng suy nghĩ bàn tán nhiều về việc ông xin nghỉ. Tôi là người trong cuộc. Tôi biết quyết định đó được đưa ra vì sự đoàn kết nhất trí trong đảng vì lợi ích chung của đảng. Nghĩa là vì sự sống còn của đảng nên người ta sẵn sàng cho Tổng Bí Thư phải hy sinh. Dư luận cho rằng thời còn nắm quyền, ông Lê Khả Phiêu dành nhiều ưu ái cho những người đồng hương của mình những đồng hương thanh hóa được lê khả phiêu cất nhắc vào bộ chính trị gồm có phạm quang nghị tô hy dứa nguyễn duy niên cô gái thanh niên sung phong cao giáo đẹp gái và ưa nhìn nguyễn thị hằng được lên làm bộ trưởng bộ lao động và thương binh xã hội đặc biệt là hoàng ngọc nhất từ một thượng tá giám đốc công an thanh hóa được lê khả phiêu lôi lên làm bộ công an ngay lập tức phong hàm đại tá vượt qua đầu hàng trăm tướng khác lên làm thứ trưởng bộ công an Thế mới thật là vi diệu và tài tình. Những kẻ không ưa Lê Khả Phiêu thì đưa ra một số nhận định về những vấn đề như sau. Nhà báo Âu Dương Thệ nhận xét, Lê Khả Phiêu lại tìm mọi cách để cản trở bang giao với Hoa Kỳ như không ký hiệp định thương mại giữa hai nước trong dịp Tổng thống Clinton và Thủ tướng Phan Văn Khải cùng dự hội nghị cấp cao APEC ở Auckland, Tân Tây Lan tháng năm 2000 Năm 1999, mặc dầu thì hai bên đã thỏa thuận xong và cuối cùng tháng 7 năm 2000 tháng 7 năm 1999 và phải đợi thêm hơn một năm sau khi Trung Quốc gia nhập WTO. Và Lê Khả Phiêu lập cơ quan A10 để kiểm soát nội bộ đảng, trung ương đảng, đặc biệt là cả cố vấn Nhà báo Lưu Trọng Văn trên trang cá nhân của mình đã viết mấy ý kiến ông Lê Khả Phiêu, trong đó đáng lưu ý ở ba điểm chính. Thứ nhất là làm ngăn cản việc bình thường hóa quan hệ Mỹ Việt chậm mất nhiều năm khi Việt Nam đã đang đa phương hóa quan hệ cần kết bạn với Mỹ và thứ hai là chửi Tổng thống Mỹ Clinton sang thăm Việt Nam là thất sách về ngoại giao khi khách đến nhà và thứ ba là không công khai ngay danh sách hơn 40 lãnh đạo cấp cao của Việt Nam gửi tiền ở ngân hàng nước ngoài và truy cho ra số tiền ấy từ đầu ra và nếu tung danh sách của bọn gửi tiền bất chính ở nước ngoài ra mà chứng trị thì tham nhũng đầu nở rộ như ngày hôm nay Thứ tư là chửi Mỹ tại sao lại đem quân đánh Việt Nam mà không dám chửi Trung Quốc, tại sao dám tấn công Việt Nam trên toàn bộ biên giới hai nước năm 1979 khi Chủ tịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Thứ năm là nhận định sai về thời cuộc. Lời của ông Lê Khả Phiêu, bà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ trong một lần gặp tôi có hỏi chủ nghĩa xã hội có tồn tại được không? Và tôi nói không những tồn tại mà chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục phát triển thắng lợi. Ông Lê Khả Phiêu có phải là người sống giản dị trong sạch như số người như một số người nói hay không? Và nhân dịp Tết kể xỉu năm 2009 thì hội đồng Hương Thanh Hóa thăm bác Lê Khả Phiêu, đại diện ban liên lạc gồm có Lê Xuân Thảo, trưởng ban đồng hương doanh nghiệp Thanh Hóa, ông Lê Thế Chữ, trưởng ban liên lạc đồng hương tỉnh và một số vị khác đã có buổi đến thăm và chúc Tết Lê Khả Phiêu tại nhà riêng tại ngõ 34A Trần Phú, ngôi nhà bác mới chuyển về từ đường Hoàng Diệu. Và các đồng hương đã được chứng kiến cuộc sống giản dị đầy xúc động của Lê Khả Phiêu. Phòng thư viện với tủ sách, đồ sộ và tác phẩm điêu khắc Bác Phiêu là mênh mông tình dân và một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ quý có Cặp ngà voi to tướng và giá trị thì thường khoảng 50.000 đô la Voi là động vật quý hiếm, pháp luật Việt Nam bảo vệ cấm săn bắt Vậy mà ông Lê Khả Phiêu không quên dành một, uh, cho mình một cặp ngà voi to nhất Và ngoài ra thì ông cũng thờ Đức Phật ngự trên tòa sen Dưới chân Phật là tượng của bác Hồ nhỏ bé Ngoài ra thì khách chứng kiến báu vật chống đồng Đông Sơn Báu vật quốc gia và luật pháp cấm cá nhân sở hữu lên sân thượng thì khách chứng kiến vườn rau sạch được chăm sóc bằng một hệ thống tự động với phí tổn không dưới 20.000 đô la. Vì cuộc sống giản dị và kiêm tốn của Lê Khả Phiêu nên có người nói ông Lê Khả Phiêu nên thay tựa để cuốn sách là mênh mông tình dân thành mênh mông tiền dân mới hợp lý. Những căn nhà sang trọng nhiều tầng, lầu và chung quanh nhà bác Phiêu đều là các lãnh tụ cao cấp tướng tá trong quân đội cũng như trong các bên công an và một số lĩnh vực khác và không xa sân bay thì để phòng khi có biến thì các bác chạy ra sân bay cho nhanh về việc mất ải Nam Quan Thác Bản Dốc và một số diện tích khác dọc theo biên giới hai nước Việt Trung theo tác giả Huy Đức bên thắng cuộc chương 20 thì ải Nam Quan là ranh giới giữa hai nước theo hiệp ước Pháp Thanh năm 1887 đã bị Trung Quốc lấn sang Việt Nam 300 m vào năm 1955. Nay theo hiệp ước năm 1999 Việt Nam mất thêm 100 m nữa và thiếu công bằng cũng theo hiệp ước Pháp Thanh Thác Bản Dốc là hoàn toàn của Việt Nam và bức ảnh nổi tiếng về Thác Bản Dốc do nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh chụp và đã từng ngự trị trong sách giáo khoa trên các tờ lịch in màu hiếm hoi của miền Bắc thời trước năm 1975. Này, chia đôi Thác Bản Dốc trong đó có Việt Nam được non một nửa và đó là một điều không hợp lý. Và ngoài ra thì bãi tục lãm, bãi dậu gót Quảng Ninh với hàng ngàn cây số vuông dọc biên giới Việt Trung cũng không cánh mà bay sang bên Trung Quốc. Và ngoài ra thì ông Lê Cà Phiêu đã ký quyết định 234 thành lập đề án A10 là cơ quan theo dõi nội bộ, chủ yếu là cán bộ cấp cao được đã được Bộ Chính trị lập ban chuyên án gồm có Chủ tịch nước Trần Đức Lương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Thị Xuân Mỹ, trưởng ban bảo vệ đảng Nguyễn Đình Hương giải quyết. Nhà báo Dương Tự Lập, con nhà thơ Trào Phúng Dương Quân, phóng viên báo lao động, cháu gọi Hoàng Văn Hoan là ông cậu. Trong bài Lê Khả Phiêu ngàn năm công tội cũng từ nước Đức đã nếu đã mếu máu gào khóc khi nghe tin chú chết như sau. Với cương vị Tổng Bí Thư như một nhiệm kỳ ngắn ngủi chỉ hơn 3 năm, chú đã tai tiếng để lộ nguyên hình là một kẻ đội tổ, một kẻ tội đồ mại quốc cầu vinh. Đó là chưa kể năm 1958 theo lời đồn đoán thì chú qua thăm Trung Hoa ăn chơi chắc táng đã bị bọn Bắc Kinh gài bẫy Mỹ nhân kế với cô đào Trương Mỹ Vân để lại cho cô một bé gái và trong quấn đèn cù hồi ký của tác giả Trần Đĩnh từng là phóng viên báo nhân dân cũng nói lại vụ việc này và bọn Trung Cộng đã bám vào cái gót A xin yếu huyệt của Lê Khả Phiêu để ép chú ký dâng đất biên giới biển đảo đến cùng. Vì vậy mà khi Lê Khả Phiêu mất, có người nói ông Trần ông Thần Đèn đã di rời ải năm quan và thác bản dốc từ Việt Nam sang Trung Quốc, nhập quốc tịch Trung Quốc đã qua đời. Và nhưng dù sao đi nữa thì nghĩa tử là nghĩa tận và xin được thắp nén nhang tưởng nhớ linh hồn người quá cố sớm được siêu thoát về với cõi Phật với bức tượng Phật ông thờ trong nhà. Xin vĩnh biệt cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu vô vàn kính yêu. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.